Nhớ chồng, tôi quý chồng, phong dư, quý chồng fans. Chồng nhẹ chồng xí, chồng này chồng tù nè. Nú nó, nó là chế lý hòa, ta chú nó, nó chế của tôi lũ, yếu lọ với khó, green curry, là chế khó kìm nè. Kìm cá cây, tớ cho, cây nhu mi bỏ nè. Mà nó, nó chế yếu tôi mất lại ta lờ, nó chế yếu tổng tế. Là một trò, đó, là một trò, chân bê dầu. Cho tàu cho Thai eggplant thì là nó có bông chua nữa có bông chua cho nhau mua ấy lái để cho con cái thêm thêm mi bò nữa ấy thay khi nó là chỉ ưu dụng ít kho sú nó nó là chỉ kho sú nó chỉ ưu dụng green curry nữa nên sẽ là cho con thử xay sẽ ưu ít nhất sử ua tàu green curry bún sả cá thì chả nữa nên cho vào nên thức sẽ ua lớn nữa lắm nữa họ sau sáng thì chả được cú họ như thế này cho chị sẽ ổn là này cô họ sẽ say xe ở ưu yên liệt sử ổ đi chài tùa họ nhẹ là chị họ cho một cỡ của nó thế tạo vào tờ chế thế kem lấy chân green curry là chị nhóm từ tù xì thế nhớ từ tù nhẹ ổn á bên ổn hình nhóm là nhớ mơ nhẹ lúc chú gì nhẹ 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 chị còn tờ nó do cú ở vị thị ổn là do cú nhẹ lên nó chị cú trò cho không lên nó nên ít xìa nếu cú chị nhẹ tròn tàu tàu thì chị cú là chị cú nhẹ cho tàu thế cho lưng tàu tàu nè Hello to everyone on Facebook and on YouTube. Hello to all of my friends and families and my fans on Facebook and YouTube. Today, me and my husband, we will be making green curry. So we will be making green curry for lunch. What we have here is we have some Thai eggplant that is already cut up in four. And it's soaked in water with salt. Also included here, we have some chicken wings that is cut up and deboned with beef meatballs. I also have the long green beans with the Thai eggplant that is not finished cutting up yet. So this is rather a very simple recipe, but very delicious. There are quite a lot of styles on how to make Thai green curry, but preferably this is me and my husband's preferences. We will not show you how we make it, but rather we will be taking photos of us making green curry. I am sure you guys have tons of experience on how to make green curry, but this is my version of the green curry. We have also here, we have garlic. These are fresh garlic from the farmer's market that I bought over the weekend from some of the grandmas at the farmer's market. These are the ones with the purple cover on it. These rather tastes better than the regular garlic at the store, in my opinion. So we'll see how my husband made green curry. He has made this before under my guidance. And we'll see how it turns out. Here is my husband chopping up the long green beans. For the curry, I like my curry to have a lot of veggies. So I do use a lot of the green beans and a lot of the eggplants. I'm a veggie person. But if you don't like a lot of vegetables, you don't have to put a lot of vegetables. Again, it all depends on personal preferences. Also for lunch, we are also cooking up some chicken wings. I've used a portion of the chicken wings for my green curry, and then the remainder of the chicken wings, I've decided to fry them. Looks very delicious. Almost ready. Nhớ từ tu nhẹ thì nhớ từ tu xí xíu ít thì là mình đi cú chỉ nhẹ đi cú chỉ cho nữa. Tất nhiên là cú này chỉ cú nhẹ cho nó ra hậu. Này chỉ cú chỉ sinh tế thì chỉ cú có cú tu lú ba là sẽ chân chua nó. The lú chopping board, the lú chopping board nó này chỉ cú lại tu ít cho palm sugar, cho palm sugar cho bẹt thau vô cho một lọ cho rồi cho kèm nó còn nữa một khoai ca chín thôi đó nè. Chị cũng cho ingredients nên được không mua lên nó.
đi chụp lỡ này trên đầu lô câu nó này chị cũng cú cho ít cho kha cũng cú cho tôi ít cho garlic thì cũng cú mua ít cho tao đu lấy hiện lấy mình grass cho nó ở đây đã cho nó không nói chỉ dùng một ký nữa dùng một ký của tao tuôn xia ba chứ chứ cá chỉ mà đi cho coconut thia mà đi cho bắp xà các cái ổn đây nữa chỉ cho sai ở đó nói cho ốp bông curry paste ở cuối ở xí là đâu có được kiếm nữa nên xia mà đi cứ nhảy xí cho có bông mẹ con chun chua này nhở ta xí thu cú này chị cú nhẹ xí bông ở bông nó xí mix ok nè ok để nói chị cũng mới cho bắp xà nè mới cho bắp xà cây cho nó kín thôi cho cây cho tao đu thì cho kha nè mới kí cho chứ cây cho bắp xà nó nửa da cho chó để chị mà đi ăn chua cho ấy cua khóc khăn à chị mà đi cho cây kia mà đi cho ấy mì bò cho nó nè ok chị kí chị chọn cây da cho nó rồi chị bê lóc khóc khăn à đó nè cho nó có tụt dưa lóc khóc khăn à đó cú nè chị cú chỉ cho nhà cá thôi chị cú xí bông khóc khăn à xin à chị thổ thi thì mỗi cho khóc khăn à nó cho là kí kín đó là chọn cây thổ thi thì cho cô khóc khăn à nằm bao kia lỡ nè chị mà đi ăn ăn ứ cho meat thế mà lại add lên cho beef balls chưa cá cơ nè. Here we have are the kefir leaves. We will be adding these in so that it brings out the flavored or the aroma. It is traditional Thai green curry and it's always added. The noya utumoi chong kai la shi utumoi chong meatballs. Cho là cho nó không nói là chỉ có bỏ cái không lông mắt nào đó có chữ chữ cá nè chị ít lấy hạt đem nửa đa cho này nó là chị cứ dùng môi cho thay eggplant here cho the remainder of your vegetables cho là cho nó không nói nè. Here we add in the green curry paste. I've used will be using two kind of curry paste. This is one of them. The non and the day Utu cho a tatu pong a John Green curry paste on an app. They add pong tea all jot on. This is the second green curry paste that I will be using. The non your pong curry paste tea all will go your she lamuchan daughter go out your game to hold on it. It really brings out the aroma and the flavor of the green curry. After you have added the curry paste, it does make a big difference. Alrighty, so here I will be adding in the eggplants. Again, I love eggplants, so I am putting a lot of eggplants. For those of you who doesn't like a lot of eggplants, you don't necessarily have to use as much as I do. Then it's the shutter now. Then I thấu ấy cho cô này pin bảo này nó là nó chỉ ưu nhiệt giữ là mua cho ấy tẩu say cho cho tổng để mua cho nó hậu đốt lô câu nè. I will also be adding in the long green beans. And then we will wait, let this simmer, and then wait until it brings to a boil. And then we'll add the remainder of the green onions and also the basil will be the last two things that I'll be adding onto the pot. Đó nó là nó chỉ ư tư mô cho tàu để thế ư tư mô cho tàu xài thế tàu thay nó cho là hồng nó là nó cho phong như nè. Chị ưu tỏ cả nương bầu cho mê mê tận đây nó là chị ưu dụng mua cho ấy thai bế dấu
lấy cho đó cho là cho nó không nói chị tôi khai chú chị nữa ready to know này nữa tiếp tục cho xin lưu nó nữa mua cho chọn cái mấy như xe lực tiếp tục cho xin lưu nó có mua cho thì có nên bao cho nó nữa chị mà đi add cho bây giờ thì cho đó là chị nữa ready nữa cú giờ hạt thì cái cơ nó cho phụ nữ nữa hiện tại này họ chị tàu bao ổn nào là cú sẽ xây của đại việt rồi nó thì cú cho một cỡ quay như thế nên cho anh ấy tiếp bao quay nên họ vào tàu cá chân nào là nên họ comment nên họ share nên họ recipe đó cụ thể ấy bé sẽ cho sức khỏe nữa. So what I have here is it's starting to boil now. It's starting to cook all of the Thai eggplant that I just added in just a little while ago. So what I'm doing right now is I'm just stirring this, make sure that everything gets very well mixed all together and incorporated here. And I'm just waiting for the Thai eggplant to soften up before I add in the basil. And then I'm going to turn off the heat and then it is ready to be served. It is very, very tasty. Also very, very delicious. Here my husband will be adding in the basil. These are the Thai basil. You can find them at the local Asian market or also at the farmers market. They have planties. We just got to give it a quick stir here. And what we're really doing here is you don't really want to overcook the basil because everything else is already cooked. So we are going to wait until it kind of like die down and then we'll add in the green onions and then it will be ready. Ta shana na ye u jo e green curry na bo hai ni la na u tu mo jo e thai basil cho cho ra hon na la ne chin bo bo hai na chi u ta ko jet si lu mo jo si ke mo to la na cho phong ye na ku ya te ka ka na. In the pot, we would add the last ingredient, and that would be the green onion. And my husband did throw in a little bit of the cilantro because he likes the aroma of the cilantro. A few of you probably would ask me why I don't add in any the Thai red hot chili peppers. Reason being so is because my husband, he is not a person that can tolerate peppers, what they can tolerate hot. So most of my dishes, we don't add in any Thai peppers. But if you would like to add in Thai peppers, you can add them. Again, it's all personal preferences. And now it is ready. So we are going to be turning off the heat and we will be serving this for lunch today. Here, my husband will be serving it in a bowl. It smells really good and it's very, very tasty. And I know that there is a lot of other ingredients, well, there is a lot of other recipe on how to make Thai green curry. But again, like I stressed before, this is my version and this is how I like to prepare my green curry. Okay, this is what we're having for lunch this morning. These are the sweet bell peppers, banana or banana peppers. And here, all of these are homemade dishes. I've got the stir-fried noodles with the green curry that we just made, along with the chicken wings that we made, and over here, we have the beef jerky. And this is practically what we're having for lunch. I am a very simple woman. I only eat like 2 or 3 dishes per meal. So that's very simple. How does it taste, honey? Very good. Thumbs up, okay. Good. That's good. Very so good.
We will see you guys next time with the next video. Bye.